Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi Công an tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh về việc giả mạo người lao động của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bán tài liệu tập huấn thủ tục hành chính của một người phụ nữ. Theo đó, trong thời gian gần đây, một người phụ nữ tự xưng là tên Ngọc hoặc Hải, cán bộ của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đến các cơ quan, đơn vị, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh Lâm Đồng yêu cầu mua tài liệu tập huấn thủ tục hành chính với giá 1 triệu đồng một bộ. Người phụ nữ này sử dụng số điện thoại 093-607-6252. Một lãnh đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh không có chủ trương tập huấn như trên và văn phòng không cử người lao động thực hiện việc này. Ủy ban nhân dân tỉnh đang đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo điều tra xử lý đối tượng giả mạo trên. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh còn yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khi tiếp nhận liên hệ như trên tìm giải pháp kéo dài thời gian để thông báo cho ngành công an và văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh biết thêm thông tin.